Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con. Là Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con được một cái hồng ân, là một người anh em của chúng con đã ra viện, Chúa chữa lành qua căn bệnh ung thư dương vật. Đây là một trong những căn bệnh rất là quái ác mà lại được Chúa chữa lành. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều, và xin Chúa tiếp tục ban ơn cho những anh em còn lại trong phòng khám này, để họ mau được lành bệnh, để họ trở về quê hương, họ thờ lại các đấng họ đang tôn thờ. Và Cha cũng xin cảm ơn tất cả các bạn của Cha trên cộng đồng mạng đã theo Cha suốt một năm qua để chữa bệnh cho những anh em bị bệnh nan y, đặc biệt là cái ca của bác Ro này. Anh em trên cộng đồng mạng đã cầu nguyện với Cha cho bác Ro được lành bệnh. Cha cầu xin Chúa chúc phúc lành cho những anh em trên cộng đồng mạng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và xin mời tất cả mọi người ngồi xuống. Trước hết là em xin chào anh Tám là đại diện điểm Hội Chữ Thập Đỏ. Con xin chào chú Năm là thay mặt cho ban nhân dân ấp Vùng Lớn. Cũng như là Cha xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây, từ các thầy cho đến các bệnh nhân, cho đến các người thăm, rồi đến các bệnh nhân chuẩn bị ra viện, rồi các bệnh nhân ra viện luôn. Thì hôm nay chúng ta ra viện một ca, nhưng mà rồi chúng ta sẽ ra nữa. Chắc chắn là ca của cô Điệp cũng sẽ ra nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa đi, bởi vì Cha cũng nói thiệt lòng với anh chị em là bệnh này khó chữa dữ lắm. Ra được một ca bệnh rồi là ai cũng mừng đó, chứ không phải người bệnh mừng. Ai cũng mừng hết chứ không phải người bệnh mừng. Người bệnh mừng là thường thôi. Bây giờ chúng ta ra một ca bệnh quái ác của bác Phạm Văn Ro, thì Cha sẽ phân tích cho nghe cái ca bệnh này một chút, để mình thấy được cái đường đi của bệnh, thấy được cái đường đi của bệnh. Trước khi Cha phân tích cái bệnh này rồi kết thúc nó sẽ làm như thế nào, thì cách đây 2 tháng Cha nhận ca bệnh của ông Phạm Văn Ro, thì Cha hâm ổng mẻ răng hết, phải nghe không? Có anh mấy người con có nghe không? Cha hâm ông á, ông mà ông đi về á, cấm luôn cái tỉnh Bến Tre, tức quá đi, hiểu không? Cấm luôn cái tỉnh Bến Tre, tỉnh Bến Tre không có trong con mắt của tôi. Kể cả hâm luôn ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ xã, tôi cấm ông dắt về, hư thúi. Tại sao dắt về mà bị bỏ chạy vậy? Cha khó mà dễ, dễ mà khó. Cái khó của Cha ở đây là đây là cái công nghệ nó đi qua mặt Tây, dẹp Tây qua bên để chơi đó. Vậy cái khó của Cha nằm ở ngay chỗ ai mà được chữa bệnh ở đây là phải trung thành theo phác đồ, hiểu không? Nếu ngày nào mà ông không trung thành là Cha đuổi tại chỗ. Vì đây Cha đuổi nhiều lắm rồi. Mà khi Cha đuổi rồi là ông này không được quyền dắt ai nữa. Cả cái quyền dòng trơn không cho Cha, không cho phép dắt ai nữa. Vì công nghệ này không phải ai cũng được hưởng nhờ. Ở đây Cha không muốn trị bệnh ai hết. Nhưng mà khi Cha trị bệnh phải có người dắt gì. Cha không muốn trị bệnh cho ai hết. Bởi vì ở đây Cha cũng trị nhiều ca lắm rồi, nhưng mà nó vô á, Cha trị cho nó 3 ngày đầu nó khỏe, ngày thứ 4 nó đòi ăn nó về. Ông có nhắm ông ăn cháo nổi không? Ngay bây giờ ông nói thiệt cho Cha nghe đi. Nếu ông ăn nổi thì tiếp tục làm giấy, còn ăn nổi bãi bỏ, không làm giấy chữa. Nhưng cái ăn nổi này quan trọng lắm mà. Ăn nổi là phải ăn đến ngày ăn hết bệnh, chứ không phải là ông ăn 3 bữa rồi ông thấy ông khỏe là ông nghỉ ăn. Ông hiểu không?
Mới vừa rồi con ông ung thư dương vật phải không? Ăn ba bữa khỏe rồi là một tuần lễ sau bỏ chạy vậy? Không chịu. Phải cố gắng ăn đi. Giờ đây ông bệnh thì là nói gì ông cũng dạ hết á. Nhưng mà một tuần lễ sau ông khỏe rồi là ông bẻ còng, bẻ ống, bẻ hết, không ai nói ông nghe hết. Nhưng mà cha nói trước nha. Hôm nay cha nói rồi là ứng nghiệm lời cha nói. Nếu ông bỏ cả gan mà ông về, mà ông xin cha về á, thì được. Còn nếu ông bỏ trốn về là cha cấm nguyên cái nguyện dòng trong. Cấm luôn ông này, không cho dẫn ai đi hết. Không giỡn với cha được nha, cha nói trước rồi đó nha. Ông chủ tịch chữ thập đỏ nghe cho kỹ nha. Cha cấm à. Bởi vì ở đây cha không ở không để trị. Cha nói như thế là cha đã gặp khó nhiều lắm. Cha đâu có ở không đâu mà cha phải. Các thầy đâu có ở không để mà nâng niu chiều chuộng từng bệnh nhân. Tới chừng một, gần một tháng sau khỏe mạnh lại bỏ chạy về bệnh tiếp. Bắt đầu nói xấu đây. Cha không chấp nhận. Và ông làm như thế là ông này lại mất danh dự luôn. Hiểu không? Cả cái huyện dòng trôm ai muốn đi chữa trị cũng được. Công nghệ Tây Y bây giờ tụi con đã bác rồi, đúng chưa? Bây giờ còn công nghệ Nam Y này thôi. Mà Nam Y này con làm lại quạng bố con bị cấm một cái. Cả cái tỉnh Bình Đà cho cấm luôn, không nói huyện dòng trôm. Cha được sinh ra để chữa cho 196 quốc gia, chứ không chữa cho huyện dòng trôm. Huyện dòng trôm cũng có trong đầu cha. Nhưng ai được phép ông này dắt tới cha chữa. Không có đơn giản mà cha chữa là chữa. Cha nói trước nha, cha nói trước nha. Đâu vào đó. Điều cha nói là cha nói như thế. Đâu có đơn giản. Con đã thấy công nghệ Tây Y là con dẹp con một bên rồi. Cha đã giải thích cho con là con dẹp rồi. Mà con không hiểu cái kiểu giải thích cha giải rồi. Bây giờ cha đưa cái công nghệ nano này vô là cha giải thích cho con biết là chắc chắn ba con sẽ được phục hồi. Vậy thì nếu ông ăn một tuần lễ nữa thấy ông chạy cấm nguyên cái tỉnh Bến Tre không? Tỉnh Bến Tre không có trong đầu thôi. Hiểu không? Ông đừng làm cho những người lớn người ta thất vọng nha. Đừng làm cho những người có trách nhiệm người ta thất vọng. Ngay bây giờ ông có quyết ông chữa không? Thì con dẫn lên đây cố gắng chữa hết rồi. Cha nói rồi đó nghe. Tụi con phải bảo lãnh cho ba con nha. Đừng có để là tội nhân thiên cổ tỉnh Bến Tre cho cấm luôn à. Cha không có quen tỉnh Bến Tre đâu à. Sau đó cha cấm là cha không có quen. Không ai xin được hết. Hiểu không? Bởi vì cha đã bị nhiều người, nhiều nơi gạt cha dữ lắm. Cha không chấp nhận. Nếu ông ăn không nổi nữa, nếu ông chữa không được nữa, ông đến xin cha. Cha ơi cho con về, con ăn không nổi. Cha cho về người khác, cha cho lời chữa tiếp. Chứ không có chuyện mà nửa đêm nửa hôm trốn chạy. Cha nói trước nha. Cha đã giải thích cho con công nghệ Tây Y con đã bác rồi. Bây giờ còn Nam Y. Mà Nam Y như thế này là chắc chắn sẽ hết. Hắn à, chắc chắn sẽ phải hết. Giờ cha đã chữa biết bao nhiêu ca rồi chứ phải không chữa đâu mà không hết. Nếu cha chữa không hết còn đâu tới đây. Tới đây để làm gì? Hai em nè. Tụi con hiểu rồi ha. Mà bây giờ nói tới nói lui nữa, nói xua nói ngược, nói đúng sự thật là giờ anh chạy đâu nữa? Chỗ nào anh chạy? Chỉ còn con chỗ này để anh chạy mà nếu anh chết gì chôn chứ anh chạy đâu nữa. Hả nè. Cha kể cho nghe một cái ví dụ á. Năm 1989, anh Bảy của cha lên đảo Ga Lăng. Thì năm đó đi vượt biên thì ảnh lên trên đảo thì nó có nhiều trại như vậy nè, chứa những người tị nạn. Thì cái trại ổng là 20 người, ở trong trại đó 20 người. Thì trong cái trại đó có hai cái lò xô, có hai lò xô để nấu cơm ăn thôi. Thì 20 người đó dùng hai cái lò xô để nấu cơm ăn. Thì nếu như mà gạo nhiều thì ăn nhiều, gạo ít thì ăn ít, đói thì chịu, no thì mừng, đói thì chịu. Rồi nằm đó chờ cao quỹ trị nạn Liên Hiệp Quốc nó đến, nó phỏng vấn, nó thanh lọc. Đứa nào đậu thì nó cho đi nước thứ ba. Còn đứa nào rớt thì nằm đó chờ. Còn nếu mà chờ không nổi thì bỏ về Việt Nam. Hoặc là chờ tới ngày nó đóng cửa đảo nó đuổi về luôn. Thế thì người nào mà được vô nước thứ ba thì người đó tạm gọi là có phước. Còn người nào mà vô không được trở về Việt Nam là người đó vô phước, tạm gọi là như vậy. Thế thì những người mà vô nước thứ ba thì bây giờ họ cũng đang sống. Còn những người về Việt Nam thì bây giờ là họ có người sống mà sống khổ, sống cực, sống nghèo. Thế thì được một chỗ ở đó chứa mình là mình mừng rồi. Tại vì nước Việt Nam mình thời đó mình bỏ nước mình đi mà. Giờ không nói nghèo đói gì đây trơn. Mình bỏ xứ mình đi. Thì mình đi tới đó có cái chỗ đó chứa mình là mình mừng rồi.
chứ có đâu mà mình chơi nghèo, chơi khổ, chơi dơ, chơi dái, chơi sạch, chơi sáng. Rồi hiện giờ cha nói bệnh nhân cũng vậy, bệnh của mình là bệnh, ở nhà là chết, mà đi đâu cũng chết hết, mà tới đây chơi, tới đây là chơi, mà tới đây rồi là có chỗ chứa mình nè, có nhà trọ chứa mình nè, rồi có các thầy chữa bệnh cho mình, có công nghệ chữa bệnh cho mình, có đầy đủ hết, mà mình chê, mình muốn đi chữa bệnh ở đâu chứ hết, không có chỗ nào hết nữa. Cha kết luận một câu sát sườn là không còn chỗ nào chữa bệnh nan y này nữa. Nếu có là bên Mỹ không có gì đây, phải không ông? Dạ đúng. À đây nè. Dạ thưa cha đúng. Ông này là cái người là ông ở bên Mỹ đó. Ông đang chữa bệnh ung thư đại tràng đó. Nếu mà bên Mỹ chữa được mà ông không có gì đây. Đó. Ông ngồi xuống đi, lát nữa nếu mà cái gì ông cho ý kiến, ông dạy dỗ thêm các bệnh nhân ở đây chị phải sống làm sao cho tốt. À, ông dạy dỗ các thầy phải chữa làm sao cho ngon. Ha? Tại vì ông vẫn chữa bác sĩ Mỹ không mà. Ông dạy dỗ cha như thế nào cho đàng hoàng. Ông dạy dỗ chú Năm chính quyền ấp làm sao. Anh Tám là đại diện Thập Đỏ ở đây sao. Bây giờ cha giới thiệu về ông Ro xong rồi, ông Ro bị hâm quá trời hâm, quản hồn mà lại chưa bệnh. Bị hâm quá trời hâm. Bây giờ bệnh nhân của bác Ro mình là bệnh nhân ung thư dương vật nha. Ung thư dương vật. Trời ơi, ổng á thì tên Ro. Mà dương vật á, Việt Nam ta đâu, mình cái người nhà quê mình được đâu kêu bằng dương vật, kêu bằng gì? Cu. Ung thư cu ro. Cái má trà nó có dây cu ro. Cu ro. Bây giờ tên khoa học nó gọi là ung thư dương vật nha. Hết chuyện. Ung thư chỗ nào cũng nghe cây súng. Này là cứu ông bàn thua trong thấy luôn đó. Cứu ông bàn thua trong thấy luôn. Bả mừng nhất. Bả mừng nhất. Bả mừng nhất. Bây giờ cha phân tích nè. Cái ngày mà bác Ro mình nó mới vô á. Bây giờ cái ngày mới vô nè, bác Ro là ung thư dương vật nha. Bây giờ cái ngày mới vô á, thì cái bệnh của bác Ro là gì? Là bác sĩ mô tả nè. Thứ nhất là tế bào tăng sản ác tính. Tế bào tăng sản ác tính. Ung thư dương vật mà ác tính nha. Tế bào tăng sản ác tính. Thứ nhất là nhân dị dạng. Nhân dị dạng. Bây giờ dị dạng là sao? Dị là nó không giống. Cái dạng của nó là nó thay đổi. Thí dụ như cái mặt cha là bình thường phải không? Vậy vậy là dị dạng nè. Phải dị dạng không? Vậy là bình thường ha. Đó là dị dạng. Thì cái tế bào của ổng á, nó dị dạng vậy đó. Nó không còn giống bình thường nữa. Ha. Thấy tế bào bình thường mà nó dị dạng lên vậy mà thấy mình sợ không? Thí dụ cái mặt cha bình thường là thấy sợ liền. Thì cái tế bào ổng nó dị dạng vậy đó. Hiểu lần lần ha. Thứ hai là nhân quái ác. Bệnh này người ta gọi là bệnh quái ác mà. Quái ác không biết làm sao diễn tả luôn. Quái ác có nghĩa là nó thứ dữ. Nó không hiền nữa ha. Cái nhân đó nó dị dạng rồi mà nó không hiền nữa. À, thứ ba là hợp thành đám. Hai cái thằng này nè, nhân dị dạng và quái ác á, nó hợp thành đám.
họp thành đám, thành giải luôn. Thí dụ như mình thấy bình thường, mình thấy cái bầu trời bình thường á, mình thấy một đám mây nó kéo tới, rồi đám mây kia nó kéo tới là thành thành đám, rồi nó kéo là thành đám, xong rồi thành thành giải luôn, như là giải giải mây mù vậy. Ghê gớm không? Ung thư nó vậy đó, hợp thành đám, thành giải, xâm nhập qua màng đáy. Trời ơi, ớn thiệt. Thành đám, thành giải, xâm nhập, xâm nhập qua màng đáy. Cái này của bác sĩ Nguyễn Đình, ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, bác sĩ giải phẫu, bác sĩ đa khoa Nguyễn, bác sĩ đa khoa tên gì không biết. À không, à, trong này có không, lấy một trang coi cái ông bác sĩ gì cũng nói, mình nói có sách mách có chứng chứ. Bác sĩ này là bác sĩ đa khoa nha, bác sĩ đa khoa của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, là bệnh viện tuyến trung ương đó. Lê Minh Trí, bác sĩ đa khoa Lê Minh Trí của bệnh viện bác sĩ giải phẫu á, bác sĩ giải phẫu kết luận á, Lê Minh Trí đó, đây là bác sĩ nha. Giờ mình coi lại nè, thứ nhất là hồi ngày mới vô là sinh thiết ổng nè, tế bào tăng sản ác tính. Nó tăng sản tư thế nào? Nhân dị dạng, nhân quái ác, hợp thành đám và xâm nhập qua màng đáy. Cái này mà ở nhà là chết hay sống? Chết ha. Rồi bây giờ mình điều trị một thời gian, mình điều trị một thời gian, thì đến sau khi ổng vô đây, ổng vô đây ngày mấy quên rồi, ngày 19 ha, ngày 19 tháng 11 năm 2018, thì điều trị 39 ngày, điều trị ở trong này 39 ngày nha, điều trị 39 ngày. Cái kết luận của ông Lê Minh Trí nè, kết luận là carcinom tế bào gai biệt hóa cao dương vật, kết luận là ung thư biệt hóa cao dương vật ha. Nhớ kỹ nha, biệt hóa cao dương vật là kết luận của bác sĩ này nè, ung thư biệt hóa cao dương vật, tức là carcinom biệt hóa cao dương vật. Và bây giờ sau 39 ngày mình điều trị thì cái kết quả như thế nào? Thứ nhất là mô tả nè, thứ nhất là ông này là các tế bào kích thước tương đối, à, thứ hai đồng dạng, thứ ba ít phân bào. Vậy thì sau 39 ngày ta điều trị ở đây rồi ta đi làm sinh thiết, lấy sinh thiết ra nè, khi ổng vô đây là ổng ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, thì nhân quái ác, nhân dị dạng, hợp thành đám, thành giải. Thì sau 39 ngày ta điều trị ổng ở đây, ta đi làm sinh thiết nè, để làm sinh thiết cái bản này nè, thì kết quả cho thấy kích thước cái tế bào ổng á là kích thước tương đối, đồng dạng, ít phân bào. Vậy so với nhân dị dạng, nhân quái ác này là đã thay đổi chưa? Hả? Hồi nãy là cái nhân của họ là quái ác, còn nhân này là đồng dạng. Tức là cái nhân là gì? Thay vì nó nhân nó dày, nhân dày là đồng dạng nè. Đó ha. Đó, nó như vậy nó đồng dạng đó. À. Còn nếu cái này, loại này, cái nhân á, loại này, đây là quái.
qua, còn đồng dạng là nó vậy, nó gì, nó đồng như nhau, ít phân bào, tức là nó không phân nhiều, nó không phân chia nhiều tới bạn, ha, đó là đồng dạng. Vậy sau khi mình đi làm sinh thiết ở Bến Tre là nhân quái ác, nhân dị dạng hợp thành đám thành giải xâm nhập qua màng đái, điều trị 39 ngày tại đây thì kết quả cho thấy kích thước tương đối đồng dạng, ít phân bào, nhưng mà kết luận vẫn là ung thư. Ung thư biệt hóa cao như Nhật. Đó, của bác sĩ gì? Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Văn Hùng. Ủa như vậy là rõ ràng ổng vẫn là ung thư. Sau 39 ngày thì ổng vẫn là ung thư, nhưng mà cái ung thư ổng còn lớn hơn. Nhỏ lại. Ung thư ổng không còn đấu tranh, không còn giết ổng được. Nó là tương đối đồng dạng là ít phân bào. Nó không còn giết được ổng nữa. Nha. Rồi, bây giờ là thí dụ như bây giờ hôm nay tôi ho, thí dụ như hôm nay cha ho 100 cái. Rồi. Cha đi bác sĩ, cha uống thuốc. Ngày mai cha về cha ho còn 10 cái. Vậy thì má cha kết luận còn ho không là hết ho? Ho không? Vẫn là ho. Không là nhưng mà ho có 10 10 cái hay nè. Chứ ông không thể là anh hết ho được. Vẫn là ho nhưng mà ho có 10 cái thôi. Nhưng mà vẫn kết luận là ho. Ví dụ như ông này là ung thư ác tính, đúng không nè? Nhưng mà sau 39 ngày điều trị thì ông như thế này thì cũng vẫn là ung. Nhưng mà còn ác tính không? Hết bàn chuyện ác tính đi. Hết bàn cái chuyện ác tính. Vẫn là ung thư, giống như là anh ho 100 cái. Anh uống thuốc thì giờ anh ho 10 cái. Ho 100 cái là ho. Ho 10 cái cũng vẫn là ho. Nhưng mà ho 10 cái này có giết được mình không? Không. Mà ho 100 cái làm giết mình. Đó. Vậy thì ung thư ác tính, nhân dị dạng, nhân quái ác, cũng là ung thư nhưng mà tế bào tương đối đồng dạng, ít phân bào. Hai cái khác nhau. Khác nhau chưa? Phân biệt được không? Rồi kết luận nè, ung thư biệt hóa cao. Biệt hóa cao là sao? Nó có hai loại biệt hóa. Biệt hóa cao. Ung thư biệt hóa cao. Chữ cao nè. Đó, chữ cao mới quan trọng, biệt hóa cao. Biệt hóa cao có nghĩa là hai tế bào này nè, hai tế bào này nó cách xa nhau. Đó, biệt hóa cao. Line in. Biệt hóa cao có nghĩa là giữa thằng này với thằng này nó cách xa. Rồi có một cái loại ung thư nữa, biệt hóa. Kém. Line in. Biệt hóa kém. Biệt hóa kém là hai tế bào nó ở trong khoa học nó đặc biệt vậy đó. Biệt hóa cao là hai tế bào nó cách xa nhau, còn biệt hóa kém là hai tế bào nó gần. Cũng nên đi ký tên mình hiểu cái vụ này ha. Cho nên khi người ta phân biệt nè, kết luận ông này là ung thư biệt hóa cao ha. Biệt hóa cao là hai tế bào nó cách xa nhau mà. Đó. Rồi bên đây cũng ung thư biệt hóa cao là hai tế bào cách xa nhau. Mà nếu mà biệt hóa kém là hai tế bào nó gần. Mà nó gần nhau tức là nó xâm nhiều rồi đó. Thấy không nè? Cái này nó lưu thưa thôi. Lưu thưa thôi. Còn này là nó biệt hóa kém là nó hai tế bào nó gần nhau. Đó. Những tế bào nó sát nhau vậy. Gọi là biệt hóa kém. Ha. Còn biệt hóa cao là xa nhau. Hiểu chưa? Hiểu biệt hóa cao chưa? Vậy mình nhìn vô trong cái bản xét nghiệm của ông Phạm Văn Ro ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là vậy đó. Là nhân dị dạng, nhân quái ác, biệt quá cao. Đó là như vậy. Nhân dị dạng quái ác là nó xấu coi không được.
nó dữ lên, nó ác tính lên, nó mới diễn tả ra cái nguy hiểm. Và biệt hóa cao, kết luận biệt hóa cao dương vật, carcinom tế bào gai biệt hóa cao dương vật, là biệt hóa cao là nó cách xa nhau, những tế bào cách xa nhau. Còn biệt hóa kém là những tế bào nó gần nhau. Hai tế bào gần nhau là biệt hóa kém. Rồi. Còn bây giờ sau 39 ngày mình điều trị cho ổng, thì kết quả là tế bào kích thước tương đối đồng dạng, ít phân màu, là ung thư này đã dừng lại rồi. Nhưng vẫn là ung thư biệt hóa cao dương vật. Vậy thì nếu như một người mà đến đây trị sau 39 ngày đi làm sinh thiết, người ta vẫn kết luận là anh là biệt hóa cao, ung thư. Vậy thì cái người bệnh nhân nhòm thấy, ủa, hồi đó ta mới vô đây ung thư, giờ ta về cũng ung thư, có gì đâu mà chữa. Quảng hồn lên, quảng hồn lên, bỏ chạy, nói đây chữa không được, hoặc là nói xấu đây luôn. Đó là không hiểu, thấy không? Giống như cái ông Ro này nè, cho ông đi sinh thiết về đâu cho ông coi này. Ông coi này là ông kéo vợ con về liền, nó đâu hết đâu bà. Vẫn là ung thư như thường. Anh Tám thấy khó không? Khó cho bác sĩ là chữa bệnh. Đó là những thầy thuốc người ta có tình thương đó. Còn nếu người ta không có tình thương, người ta không nói, không giải thích đâu. Cho anh đi sinh thiết về hỏi sao mày ung thư. Rồi, mày muốn chữa nữa, chữa không chữa thôi. Không ai giải thích. Nha. Cho nên những bệnh nhân mà không biết coi, không có hiểu gì đâu. Biệt quá cao cũng có hiểu, biệt quá thấp có hiểu, nó kém nó hiểu đâu mà bài đặt là dồn vô cái bảng này là nói tôi bị vậy thôi, tôi về không chữa nữa, là về đi chết. Vậy thôi. Còn khi mình vô mình khám bệnh, mình mới vô ngồi ngay cái con nhỏ đầu bàn, nó ngồi nó ghi tên mình, nó dở vú mình ra, nó dồn thấy hỏi ôi nó này đi, mình nghe lời nó biết gì? Nó biết cái gì? Ngay cái thằng bác sĩ Nguyễn Sào Trung á, nó nói mình mới nghe. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sào Trung hay là giáo sư tiến sĩ Ngô Quốc Đạt, chợ rẫy, hai ông đó nói mình hay nghe. Còn mấy cái thằng nhỏ nhỏ dưới này nó biết cái gì mà nó nói, nó chỉ ghi tên ghi tuổi thôi, mà nói ba cái mà quảng hồn bỏ chạy, mà nói chữa không hết bỏ chạy, là mình đi chết đó, nha, là mình đi chết chứ không anh ta chết. Vậy là cha giải thích hai cái này rồi nha. Bây giờ kết luận của bác sĩ là biệt hóa cao, kết luận của bác sĩ là biệt hóa cao, nhưng mà cái thằng này là ác, thằng này là hiền rồi. Nhưng mà cha giải thích cái chữ biệt hóa cao là vậy, hai cái tế bào nó cách xa nhau là biệt hóa cao. Cao đáng lẽ là thằng cao thằng thấp ấy, nhưng mà nó không phải, cách xa nhau là biệt hóa cao. Còn biệt hóa kém là gần nhau, hai tế bào gần nhau. Bị quá cao, bị quá kém này có ai ý kiến gì không? Hiểu rồi ha. Ở cái chữ bệnh mà có người giải thích là vậy là quá rồi chúng nó. Phải không? Quá rồi con. Bây giờ sau 39 ngày đi trị nè. Bây giờ đi trị về là ổng bị quá cao nè. Vẫn bị quá cao nè, nhưng mà cái nhân này không còn dị dạng, không còn quá ác nữa. Thì trị thêm 20 ngày nữa. 20 ngày nữa mới cho ông đi làm sinh thiết ra lần nữa. Thì tại sao lần này mình cho ông đi làm sinh thiết? Đây là sinh thiết một lần nè, đây là sinh thiết lần hai nè. Bây giờ mình cho ông đi làm sinh thiết một lần nữa, thì khi ông lên thành phố Hòa Hảo làm sinh thiết, thì Hòa Hảo tại sao không làm sinh thiết cho ông? Bác sĩ nói thì quá tốt, thôi quá tốt rồi. Ừ. Bây giờ không tin thiết nhưng mà không cho đi xét nghiệm máu một lần nữa là hai lần. Nói chung là bác sĩ không chịu làm sinh thiết. Dạ. Tại sao vậy? Không nói quá tốt thì vết thương vết mổ rồi nè, quá tốt rồi. Ừ. Có nghĩa là nó lành hay là sao? Dạ lành. Ừ. Thì không cho đi xét nghiệm máu một lần nữa là hai lần. Mà sao ông không đội làm sinh thiết? Ông quá tốt, ông không cho làm. Không đâu này đâu cần làm sinh thiết gì. Rồi tại sao mà ổng nói như vậy mà ổng tin rằng ổng hết bệnh? Thì ổng nói xét nghiệm máu cũng vậy, ổng coi thì máu cũng quá tốt hết rồi. Sau khi xét nghiệm máu thì ổng kết luận sao? Ổng nói máu tốt, quá tốt rồi. Nói chung là ổng không chịu làm sinh thiết mà ổng có tin với cái miệng ổng nói là ổng hết bệnh không? Cũng phải tin chứ. Ừ. Dạ.
Thì ông nói là ông coi cái vết thương thương cái này ông nó quá tốt rồi. Rồi. Ông không cần làm sinh thiết gì nữa. Rồi thôi cảm ơn ông. Có nghĩa là không có chỗ làm sinh thiết. Nó lành đi. Dương vật bây giờ nó bình thường mà không lẽ giờ cắt nó ra làm sinh thiết. Không lẽ chích vô chỗ nào. Dương vật người ta bình thường người ta. Ví dụ như dương vật bình thường nó tù nụ như nè. Đó như vậy á. Thì mình mới làm sinh thiết được chứ. Xét chỗ này cái. Còn như dương vật nó bình thường vậy sao mà làm sinh thiết được. Ha. Đó. Nó vậy sao làm sinh thiết. Còn nó vậy mới làm sinh thiết. Ha. Nó vậy đâu có làm sinh thiết được. Cắt chỗ nào. Còn nó vậy nó mới xét mấy mẹ nó làm sinh thiết. Nói vậy. Ha. Vậy là ổng nói là coi như quá tốt. Có nghĩa là hồi đó cắt mổ xong nó lành. Lành hết rồi. Ha. Nhưng mà thật sự tụi con không có ai dám coi đâu, ngưng mình thầy Năm coi là nhiều nhất chứ thầy Thanh. Thầy Năm, thầy Thanh coi mỗi ngày. Chúng nữa xin thầy Năm và thầy Thanh chia sẻ chút xíu về cái bệnh này. Bị bệnh này là bệnh quá á. Vậy hồi nãy anh chị em nghe ổng nói đó là bác sĩ không chịu làm sinh thiết. Bởi vì sau 39 ngày điều trị là đi sinh thiết. Rồi thêm 20 ngày điều trị nữa không còn chỗ sinh thiết, có nghĩa là gì? Là hấp thua, không biết làm sinh thiết chỗ nào. Thấy công nghệ hay không? Nó hay đến mức độ mà không còn chỗ để làm sinh thiết. Hay đến mức đó. Bây giờ kết luận của bác sĩ không làm sinh thiết nhưng mà có kết luận ha. Thứ nhất là xét nghiệm dấu ấn ung thư. Không sinh thiết nhưng mà xét nghiệm dấu ấn ung thư nha. Quan trọng lắm à. Xét nghiệm coi ông có bị ung thư không. Dấu ấn ung thư. Xét nghiệm cái này là tự động kết luận ông ung thư hay là không. Bởi vì giờ sinh thiết không được nữa, không có chỗ sinh thiết. Thì ngang qua cái dấu ấn này thấy biết ông có ung thư hay không. Cái dấu ấn thứ nhất là cái AFB1. Máu của ông là nhỏ hơn 2.0. Rồi nó lại là nhỏ hơn 20. Nói chung là nếu như mà cái AFB1 này nè, cái thằng này là nó nhỏ hơn 20. Nếu thằng này 2 nè, thằng này 2.0 nè, nếu thằng này mà 21, 22 trở lên là ông này ung thư. Hiểu không? Còn ông này là cái máu của ông mà 20 NG, trời không biết gì, quên khoa học là trời không hiểu luôn. Nói NG đi ha. Nếu như cái máu AFB1 của ổng này nè mà nó là 21 là ổng ung thư. Mà cái này ổng có 2 à, còn này tới 20 là 20 trở lên mới ung thư. Mà ổng có 2 thôi thì đâu ung thư. Gọi là xét nghiệm dấu ấn không. Hay không? Cái này là cái trung thực nhất, không ai chối cãi được. Cái này máy làm chứ không phải người ta làm. Vậy bây giờ cái AFB1 là cái gì? Đó. Quan trọng là cái AFB1 là cái gì? Ha. Cái này là nó xét nghiệm cho gì? Xin thầy Thanh ta cho biết. Xét nghiệm cho ung thư. Đó. Mà ổng là ung thư dương vật. Cho nên xét nghiệm ngay cái máu ung thư dương vật của ổng. Dạ. Xin phát hiện ổng có 2.0. Còn cái này phải 21 trở lên là mới ung thư như vậy. Mà ổng có 2 là ổng dưới quá là thấp. Coi như là cái dấu ấn ung thư ổng không có. Một cái dấu ấn thứ hai là BSA. Thì cái kết quả của BSA là 0.47. Ha. 0.47. 470 nó lại nhỏ hơn là 4 NG. Mai mốt con áp đã ham về cho hỏi ổng NG là cái gì nữa. ML má cho không cho cha đi học bác sĩ chứ cho là cho học cho cũng hiểu. Cái này muốn hiểu cũng dễ thôi phải không. Bây giờ cái số cha chờ bác sĩ Abraham về cha hỏi ổng cho biểu dạy ổng mấy cái này, dạy cha mấy cái này để cho hiểu. Thế nào ông cũng về ông dạy cha thôi. Nhất định ông phải về ông dạy mình. Cái BSA này nè,
là 0.470, mà cái thằng ung thư nó là phải nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn 4ng ng vậy cho dễ hiểu. Chứ giờ cha không hiểu mấy ông sao hiểu, vậy nói ng ai cũng hiểu. Vậy thì nếu như mà cái BSA này mà nó là 5 trở lên á, phải không, thì nó ung thư, mà giờ nó có 4 mà, từ 4, 5, 6, 7, 8 nó mới ung thư, còn này nó không à, chưa có 1 nữa, phải không nè, 0, 4, 70 là chưa được 1, tới số 100 là mới lọt ra số 1, mà này có 0.470 là mới có, chưa tới 50, chưa có phân nửa. Vậy thì nó qua số 4, số 5 trở lên nó mới ung thư. Vậy BSA là gì? Tâm. Nhớ không? Hả? Kháng nguyên đặc hiệu. Kháng nguyên đặc hiệu của tiền liệt tuyến. Tức siêu. Dấu ấn ung thư thử máu trực tiếp cái kháng nguyên đặc hiệu của nó. Kháng nguyên đặc hiệu của ung thư tiền liệt tuyến. Đó là gì? Giải quyết nó liền. Vậy thì ông này có 0.470, tức là chưa được 0.5, trong khi này phải lớn hơn số 4 mới ung thư. Đó nè, bác sĩ nói ông sao? Thử máu bác sĩ nói sao? Không, quá tốt rồi thôi chứ. Quá tốt vậy thôi. Rồi, bây giờ một cái thử máu thứ ba nữa là CA. CA là nhỏ hơn 1.73. Thì nó cũng là lớn hơn là 5 ng. Tức quá trời ông Abraham gì cũng dạy cho ng là gì. CA là một loại thử máu, là thử ung thư ruột, ung thư đại tràng, ung thư bàng quang, ung thư gì vân vân, ung thư là cụ thể là ung thư đại tràng cũng là kháng nguyên biệt khóa đặc biệt đó, mà máu ổng là 1.73, còn thầy là phải từ 5 trở lên ổng mới ung thư, mà này ổng là 1.73, mà này nó đòi 5 trở lên mới ung thư, mà ổng có 1.73, cho nên bác sĩ nói ông sao, thử máu ông sao? Máu thì ổng nói tốt không? Vậy mình kết luận, vậy thì khi dựa vào các cái chỉ số này, thì mình dấu ấn ung thư thằng này 20 trở lên mới ung thư, mà có 2 thôi, thằng này 5 trở lên mới ung thư, thằng này 5 trở lên ung thư, mà này có 0 thôi, này có 1 thôi. Vậy kết luận ông này sao? Hả? Kết luận sao? Không ung thư. Đúng không? Không ung thư. Sau 39 ngày điều trị thì ổng đi tới đây. Rồi 20 ngày sau điều trị tiếp tục nữa thì đi cho đi xử nghiệm dấu ấn ung thư, thì kết luận là không ung thư. Tốt ha. Tốt quá ha. Quá là hay. Công nghệ cháo nano quá hay. Công nghệ cháo nano quá hay. Mà cha với chú Năm với anh Tám đã từng với cô Điệp đã từng xuất hiện ở Hà Nội để trình bày công nghệ này cho nghe. Mà cha nói thiệt á, sáng nay cha ngủ thức dậy hơi trễ, bị khuya quá, gần 2 giờ mới ngủ. Tới chừng thức dậy mình suy nghĩ, mình đi làm cái nghi thức cho ông Ro ra bệnh, ra khỏi phòng khám để mà cho ông trở về quê ăn Tết với con cháu, vì ông hết ung thư dương vật. Mình nghĩ chắc ông về ông mừng dữ lắm, mà con cháu ông mừng dữ lắm. Không biết có đúng gì không? Ông nói cái mừng của ông thôi coi. Vì đúng là nào đây cũng trong thầy với ông cha chị cho hết bệnh về, nhớ cháu mừng dữ lắm. Vui không? Dạ vui. Đó là cái lòng của ông. Ông vậy thôi, ông mừng là vậy đó. Nhớ cháu không ạ? Còn nhớ ai? Nhưng mà con cái ông thì sao? Không? Sao? Tụi con thấy vui không? Tụi con diễn tả cái vui cho cha nghe coi. Mấy hôm nay qua đây cha nhờ cha với mấy thầy trị bệnh cho cha đây, mà mong cha ở lại hoài để cho hết bệnh. Hôm nay cha hết bệnh rồi về nhà trong gia đình rất là vui. Cảm ơn tước là cha với sao với mấy thầy.
Bây giờ cái người mà vui mà không nói được đó là bà xã thôi. Bà xã mới là người vui nhất. Bà có ý kiến gì không? Hả? Sau khi mà súng nóng đâu đó đàng hoàng giàu rồi. Giờ ông cũng khỏe là mừng rồi. Sau khi súng nóng đâu đó giàu to hết là mừng phải không? Nhưng mà cái ông vui nhất là chú Năm. Chú Năm là ổng lãnh ông này là 39 với 20 năm 60 ngày ông to hơn gánh 60 ngày ổng ăn bậy bạ là ổng đuổi gì á. Chú Năm là khổ dữ lắm à. Con khổ nhất là ổng khổ nhì đó. Con khổ nhất là ổng khổ nhì đó. Chứ không phải giỡn đâu, anh Tám khổ ba đó. Còn mấy thầy thì đương nhiên là chỉ cần học hỏi điều trị thôi. Học hỏi điều trị. Còn ba cái người này là khổ nhất rồi. Con là khổ nhất, ông này khổ nhì, ông này khổ ba đó. Ông này là ông thay mặt chính quyền địa phương mà ông dám nhận hết, từ Bắc chí Nam, từ Nam sang tới quốc tế luôn, ông nhận về nhà ông hết trơn. Không biết ông mang nợ gì đây, không biết. Mà là ông phải khổ sở như vậy. Mọi người hãy nhớ, Tết, cha nhắc, mọi người hãy nhớ, Tết, đi Tết cho ông nha. Ít nhất cũng phải là có một bịch thèo lèo hay gì đó. Nếu không có thì ra cho tiền đi Tết. Đừng có đi tay không. Nha. Lễ nghĩa nha. Lễ nghĩa mình phải Tết. Tết hai ông này. Nha. Còn ai đi Tết cha là dễ lắm. Lễ nghĩa của cha là mùng 1 Tết. Nếu nào đi mừng tuổi cha là nhổ cỏ nửa công. Khỏi có khỏi có cho tiền hay là cho kẹo thèo lèo gì hết. Mùng 1 Tết đứa nào đi mừng tuổi cha là ngồi đó nhổ cỏ nửa công đất. Chứ cha. Rồi mùng 2 Tết là dở nguyên cái nhà máy trà. Cha có chương trình rồi. Mùng 3 Tết là trồng thuốc. Đó là 3 ngày Tết. Đứa nào đi Tết là vậy. Chứ mình đi Tết cha thì đương nhiên là cha cần cái đó. Con đi chúc mừng Tết cha thì cha đang làm này này. Con làm này là đúng nhất thôi. Thấy vậy không? Đâu có chuyện mà sách bịch thèo lèo lên được. Cha có công chuyện. Đó vậy. Cha nói tới nói lui thì tụi con nhớ đi Tết hai ông này nha. Nhắc chung mình sống mình phải hiếu thảo thương nha. Hai ông này gánh suốt một năm nha. Cha cũng phải đi Tết hai ông này vậy. Chính cha phải đi Tết hai ông này nha. Khổ lắm á. Ba người trên này khổ lắm. Thôi chúc mừng ông nghe ông Ro ha. Hết ung thư cu Ro. Rồi vậy đi. Cái này là mừng lắm. Cái này là hết chuyện ung thư đâu. Ung ngay chỗ đó. Rồi bây giờ là cái phần cha giải thích là xong rồi nha. Bây giờ là thật ra thí dụ như trị ung thư phổi hay là ung thư vú hay là ung thư gì nó ở ngoài ở khúc xóm trên này nó dễ lắm. Mà cái xóm dưới này nó khó lắm. Hôm này xóm dưới nè. Còn này xóm trên. Mà cái xóm này ung thư nó dễ bị cởi áo ra là xong, còn xóm này cực khổ. Bây giờ cái người mà cực khổ nhất đó là thầy Năm. Xin thầy Năm cho biết cái ung thư xóm dưới này thầy đắp thuốc, phun thuốc như thế nào, rồi trong quá trình đắp thuốc, phun thuốc có gặp khó gì không? Để hướng dẫn cho người ta xin. Xin thầy lên đây luôn được. Chào cho tôi do chính quyền ấp vùng lớn với họ Thập Đỏ xã Vĩnh Kim của anh Tám. Thì hôm nay thì tôi cũng rất mừng cho bác Ro này sẽ được lành bệnh. Nói chung thì sớm trên sớm dưới thì mình trị rồi, riết mình cũng quen rồi. Thì đó là ăn thua cái người bệnh mà nếu mà giữ được pháp đồ thì coi như là sẽ thành công. Còn mà nếu mà hơi đau đau quá rồi ra lên ung thư là phải đau thôi, đâu ít đâu nhiều, mà đau một cái tráng thì từ cái chỗ đó mà tôi cũng khuyên bệnh nhân của mình á, ráng cố gắng để mà giữ theo pháp đồ đó rồi mà để trị bệnh cho nó thành công. Xin hết. Cảm ơn. Thực ra thì ông nói chưa hết cái khó, ông nói là 2/3 rồi, còn tra tiếp thêm cái khó đó. Ví dụ như bây giờ mình bị nổi cái một chỗ này thì cái thuốc mà đắp vô đó, thì cái thuốc của cha đắp là đây người ta làm bằng công nghệ này, bằng phòng vô trùng hết, cho nên khi mình xé ra nó là vô trùng.
thì để thuốc vô đây lấy cái khăn quấn lại thôi. Nhưng mà bây giờ dương vật nó có khi mà nó bị ung thư rồi, mà khi nó ấy rồi, có khi là nó bây giờ nhỏ chết, còn ngón tay đắp sao được, đắp vô đây sao được. Buộc lòng là ông phải bỏ thuốc vô miệng, phun thẳng vô cung. Mà khi phun vô cung thì thí dụ như là cung đây thì cái miệng đây chứ đâu phải cái miệng ngoài đây, cung đây miệng đây đúng không, ở đây thì nó mới dính thuốc vô. Có phải người chữa bệnh khổ không, cực không? Thì chả lắm nha, thấy cảnh nó khó lắm à. Nè thí dụ như giờ dương vật nó ở đây nè, dương vật nó ở đây, cái miệng này mình đây mình phun tới không, mà nó chết sao đắp, thì phải để cái miệng sát dương vật. Khó lắm à, phước báo lớn lắm à. Nhưng mà không phải ai cũng làm như vậy được đâu à, ha. Không phải thầy nào cũng là chịu cực làm đó đâu à anh Tâm. Khó lắm à. Của mình không còn đưa cái miệng vô, đừng nói là của người ta đúng không. Mà những ngày bệnh tật nó đâu có tắm tiếp gì được, thấy không? Khó lắm à, cái này khó lắm à. Cho nên mình là phải cầu nguyện cho thầy Năm nha, cầu nguyện nhiều cho thầy Năm để ông khỏe, ông thun nha. Khó lắm à, cha thấy chỗ đó là chỗ khó. Mà ổng mà ổng không chịu phun rồi mình cũng khó lắm. Mà đắp không được, đắp không dính, có phải phun vậy không? Không phun y chang vậy đó hả? Phun sao là có đắp được, đắp thời gian. Nhưng mà khúc đầu thì phun, thì chơi sát như vậy phun không? Đó, chứ đâu nói dốc. Rồi bây giờ cũng lần sau thì một ca bệnh của chị Điệp hai nó ra viện thì cha hỏi thầy Tiến với thầy Tâm, bây giờ cha hỏi tiếp thầy Thanh coi. Bây giờ trong quá trình chữa như vậy thì thầy thấy có gì khó không? Xin thầy đứng tại chỗ. Con kính thưa cha, kính thưa chính quyền các cấp, kính thưa các thầy cùng tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Thì trước tiên thì con cũng xin được cảm ơn cha cũng như chính quyền các cấp đã tín nhiệm và trao phó nhiệm vụ quan trọng là chăm sóc bệnh nhân cũng như là hỗ trợ điều trị các bệnh nhân ung thư và nan y bằng công nghệ cháo nano cũng như viện dẫn cho con cũng như các thầy thuốc ở đây. Thì về phần khó khăn thì trong quá trình điều trị các bệnh ung thư thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Con cũng xin được báo cáo với cha là trong quá trình điều trị cho bác Ro, cái khó khăn thứ nhất đó là khi mà mới nhận bệnh thì bác Ro chưa có thích nghi với phác đồ điều trị, cho nên bác cũng còn hơi bỡ ngỡ quá trình điều trị, và cái thói quen hút thuốc cũng như là ăn cháo chưa có được nhuần nhuyễn, chưa có được quen, cho nên các thầy cũng hướng dẫn và người nhà cũng có thúc đốc thêm cái tinh thần của bác để bác thực hiện tốt cái quá trình điều trị. Thì trong cái thời gian đó bác cũng đã thực hiện rất là tốt. Cái thứ hai, cái khó khăn thứ hai đó là trong quá trình điều trị thì thường xuyên các bệnh nhân sinh hoạt chủ yếu là ở phòng trọ nơi bác Năm đang giám sát bệnh nhân. Thì cái khó khăn này thì bác Năm đã giúp cho các thầy đó là quan sát tận tình các bệnh nhân cũng như là nhắc nhở khi bệnh nhân thực hiện cái quá trình phác đồ điều trị tại phòng. Thì con nghĩ rằng trong thời gian sắp tới con và các thầy ở đây cũng như là bác Năm sẽ cố gắng quản lý và giám sát bệnh nhân chặt chẽ hơn để giúp cho sức khỏe bệnh nhân mau chóng được hồi phục. Dạ, con xin được chân thành cảm ơn cha cũng như chính quyền các cấp. Dạ, con xin hết. Chắc có lẽ là chú Năm mới là cái người có nhiều chuyện để nói. Tại vì thứ nhất là ổng là quản lý bệnh nhân, thứ hai nữa là ổng cũng đã xác định cái hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ra viện. Thứ ba là ổng là chính quyền địa phương, cho nên thế nào chú Năm cũng sẽ có nhiều ý kiến. Rồi sau đó chú Năm thay mặt chính quyền để chú Năm tặng cái giấy chứng nhận luôn nha. Bây giờ còn như anh Tám cuối cùng cũng chỉ là người bên ngoài thôi. Vậy nãy giờ cha nói xong rồi, còn anh Tám, anh Tám có thể tiếp với cha vài lời cho bà con nghe cái khó của các thầy, xem khuyên các thầy không? Thì trước hết Tám xin chào tất cả bà con cô bác ở đây. Thì thưa Linh Mục, Năm,
về đại diện chính quyền cùng các trong cái phòng lương y và tất cả bệnh nhân có mặt hôm nay. Thì thật sự mà nói thì trong quá trình nãy giờ có thầy lương y với cha Phêrô mà cũng giải trình này rất là một cái cực khổ khó khăn. Thì bữa nay nhân dịp là dự cái buổi để là cho là anh Ro này đi trở về quê là lành bệnh thì rất là một điều rất là vui mừng vì tất cả người chúng ta mà thật sự mà nói là cái gì không có gì bằng hết trơn, là cái sức khỏe trên hết mà chúng ta mạnh là có đó điều duy nhất mà chứ không có gì mà quý báu bằng. Thì bên cạnh đó thì thấy cũng như là cái sự điều trị thì trong thời gian đó là kể nãy giờ đó thì như là thấy cũng là trước là các thầy có cái tận tình là để chu đáo lo cho bệnh nhân, bên cạnh đó thì bệnh nhân cũng là quyết tâm thực hiện đúng theo cái pháp đồ là của thầy trị vậy đến ngày nay mới được hoàn thành. Thì một điều rất là hạnh phúc thì nhìn thấy tất cả ở ngoài cũng nghĩ là coi như là bệnh chỗ này là hô hết ra, thật sự mà nói thì thấy nãy giờ có cho Phêrô trình bày là về cái phần tất cả về đây là hết bệnh không là do bác sĩ là chuyên khoa điều trị là kết luận là hết thì lần này mới cho ra bệnh đó. Một điều là quý báu là tất cả bệnh nhân chúng ta là dưỡng tâm, bởi vì bác sĩ là chuyên khoa trên là công nhận chúng ta là hết bệnh thì đó là một cái dưỡng tâm. Thì cũng thấy là đây là một cái diễm phúc lớn. Thì cái cuối cùng thì cũng kính chúc các thầy lương y trong là trước cho Phêrô là năm là đại diện chính quyền cũng nhà trọ cũng giúp đỡ là tất cả bệnh nhân chúng ta có nhiều sức khỏe. Thì chúng ta cũng ráng cố gắng là thực hiện đúng như là bệnh nhân của là anh Ro ra về, các bệnh nhân còn lại chúng ta thực hiện đúng theo pháp độ đi thì chúng ta sẽ mau lành bệnh. Sau về chúc sức khỏe tất cả. Cảm ơn anh Tám nhiều lắm. Cha và anh Tám và chú Năm đã đồng hành với nhau từ năm 2017 tới giờ. Từ năm 2017 tới giờ có nghĩa là cũng là 2 năm rồi. 2 năm là chuẩn bị lên năm thứ 3 rồi. Và sau lần này là anh Tám và chú Năm là đã ký 8 lần ra viện. Đã ký 8 lần rồi. Do vậy mà cái mà ký quyết định ra viện đã có bề dày rồi. Là quá nhiều người đã lành tính rồi. Cho nên tối qua cha ngủ không được. Cha ngủ không được là bởi vì cha thấy mình trị bệnh ung thư như vậy, lành tính như vậy, Chúa cho trị tốt như vậy, mình mừng quá. Nhưng mà cuối cùng là mình ngủ không được là bởi vì còn quá nhiều người mình không trị được. Mà mình không biết làm sao trị cho họ. Mà giờ trồng thuốc trồng hết nổi luôn rồi. Chú Năm trồng hết nổi luôn. Bây giờ cha và những người trong nhà cha là tướng già hết. Nó ra ruộng hết nổi rồi. Bây giờ nó trở thành tướng già là nó nhổ cỏ không nổi mà cuốc đất cũng không xong. Làm quá lẽ làm mấy năm nay. Làm kêu bằng bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Và làm không dám dòm ai nữa. Chỉ vì mong mỏi những người ung thư được lành tính. Vì cái căn bệnh quái ác này, nhân quái ác, nhân dị dạng hợp thành đám này xâm nhập vào màng dưới của mình, xâm nhập vào trong cái lục phủ ngũ tạng của mình. Xâm nhập tức là nó di căn vào lục phủ ngũ tạng của mình. Cho nên cha và tất cả mọi người phải làm sao phải đấu tranh với cái thằng nhân dị dạng, nhân quý ác này, quái ác này. Phải giết nó cho bằng được. Phải thức ngày thức đêm, phải nghiên cứu, phải tìm đủ cách. Coi như là bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, bán sức khỏe cho cái chuyện này. Và ngày hôm nay kết quả là ung thư dương vật của bác Ro nhà mình đã lành tính. Đó là như thế. Đó là một kết quả. Ngủ không được là chỗ đó. Nha. Rồi bây giờ sau khi lành tính rồi còn quá nhiều người. Như thế rồi làm sao trị đây? Rồi làm sao trị nổi? Cho nên đây là một cái câu hỏi hết sức là lớn lao. Mà chú Năm giờ các nhà trọ có 6 phòng thôi, không có thêm phòng thứ 7. Mà giờ hỏi ông cắt thêm, nó không có tiền cắt. Thiệt tình là như vậy. Ông cũng muốn cắt thêm để mà chữa bệnh nhân mà không có tiền. Rồi cha giờ cũng không dám nhận bệnh nhân có 6 phòng mà nhận ai. Bệnh nhân kêu tới thì cha nói do bởi là không thuốc, không men hay này kia nọ đủ kiểu để từ chối. Ra ca nào thì vô ca đó vậy thôi. Đó là như vậy ha. Bây giờ cha và chú Năm và anh Tám ký tên cho ông nha. Ký tên cho ông lành bệnh nha. Xin mời chú Năm ký tên vô. Ok rồi, rồi. Xin mời anh Tám ký vô. Ký tên cho ông rồi sau đó chú Năm sẽ phát biểu rồi tao cái bằng khen cho ông nha.
kiến ra dưới nữa. Thưa linh mục Đại Đô Nguyễn Tường, kính chào các thầy lương y cùng là các bệnh nhân có mặt hôm nay, nhất là mấy người nhà, mà đặc biệt không là coi như là người nhà của chú Ro. Bữa nay mình phải tiếp đón chú Ro về quê ăn Tết. Vậy mình cho một đàn pháo tay chúc cho chú Ro ha. Thôi tức nhiên chúc mấy thầy ăn ráng cố gắng tay nghề cao hơn nữa, và luôn theo dõi bệnh nhân để là năm 2019 mình phục vụ cho nó tốt hơn. Bây giờ là phía các thầy đây ưu tiên chúc là bệnh nhân được khỏe, là khỏe theo cái mức độ của mình, phải không, mà ráng đừng thấy là băn khoăn lâu ngày về trước thì lần được mình cũng về sau à, chắc ăn Tết còn số tờ lại chắc ăn Tết là tại nhà tôi rồi, mà con số đặc biệt còn cái cô cũng có vú gì bên đây à, cô đi cùng Hà Nội với chúng mình ra ráng cố gắng về cô đó. À, vậy sau cùng là chúc anh chúc sức khỏe. Thôi một lần nữa thì bây giờ là bắt tay chú Út Cá An. Thôi là mừng của phần chú à, hồi nãy tôi đã nói rồi xong lặp lại thì trước khi chú về thì ráng cố gắng thì ăn cháo nữa thì chắc không ăn nổi rồi, bởi vì trong vòng 3 tháng rồi. Còn bây giờ nếu là theo là thầy thì ráng cố gắng ăn chay để giữ là theo cái phát đồ để giữ vững. À, một lần nữa chúc là chúc khỏe ăn, chúc là bây giờ là thím rồi mấy các cháu khỏe, ráng là bây giờ là cố gắng để là nuôi dỗ ha, để là dặn dò lại ấy. Thôi chúc mừng chú, vậy là chú nhận. Xin cảm ơn chú Năm. Rồi tất cả những người khỏe mạnh đó, có ai có ý kiến vậy? Người bệnh có ý kiến vậy? À, riêng về cô Điệp thì chắc có lẽ là sau khi đi thử nghiệm rồi thì chúng ta cũng sẽ làm một cái nghi thức như vậy để cho ra gì. Ồ, xin ông có ý kiến gì không? À, xin mời ông lên đây, xin mời ông lên đây. Dạ thầy, trước tiên là con xin kính cha Tư Rô Nguyễn Văn Tường, cái đó là chính quyền địa phương cùng anh Năm ở phòng trọ, sau đó là các bệnh nhân chúng ta. Nhưng mà nói thì đến đây ngày hôm nay tôi đến đây là nhập được thầy được cha nhận vô để mà trị bệnh là bữa 15 tây. Trước nhất thì con cũng cảm ơn cha, kế đó là các thầy, sau đó là những bệnh nhân và những thân nhân ở trong gia đình của bệnh nhân đã hỗ trợ cho con có cái sức mạnh. Theo cái nhận xét của con khi mới đầu đó thì thấy cái sự mà ở ngoài á, người ta đánh giá cha là không đúng. Con đã đến đây thì con nhận xét là cha là một người rất là sống, gọi là rất là buông bỏ. Tại sao buông bỏ? Là vì tất cả các bệnh nhân đến đây đều khó khăn như nhau. Người thì khó khăn việc này, người khó khăn việc kia. Nhưng mà cha đã lo cho tất cả các bệnh nhân ở đây cũng như con của cha. Từ cái cách điều trị, từ cái đi xét nghiệm, từ cái chuyện thuê xe cho bệnh nhân đi, đều do cha cho hết. Thì con ở đây con cũng không biết nói gì sao hơn. Cho dù con có hết bệnh hay không hết bệnh, đó là duyên của con. Mà con rất tin tưởng nơi cái phòng khám của cha là con sẽ hết bệnh. Và pháp bồi của cha đi rất đúng, tại vì cũng tham khảo cũng nhiều người.
con cũng từ bên Mỹ con về. Thì những bác sĩ bên Mỹ nói là cái bệnh của con không hết, nếu vô xạ trị chỉ đứng thôi. Và nếu con không vô xạ trị thì trong vòng 6 tháng con sẽ mất. Và nếu con vô xạ trị rồi thì cũng được từ 1 đến 2 năm. Thì chỉ đứng đó thôi chứ không hết. Nhưng mà về hôm nay con đã thấy những bệnh nhân cha đã trị. Ngày hôm nay là chính mắt con đã thấy là anh Ro đã hết bệnh cái chứng ung thư. Thì con rất là tin tưởng nơi cha phát đồ điều trị của cha rất đúng. Thì hôm nay con đại diện cho những người ở trong cái bệnh của cha điều trị và những người ở ngoài, hãy tin tưởng nơi cha và đưa cái lòng tin mình đến cho cha để cha lo cho chúng ta nhiều hơn nữa. Thì hôm nay con chỉ có những lời nói như vậy thôi. Thì kính tất cả, trước là trên cha, kế là chính quyền địa phương, sau nữa là anh Năm cùng các thầy và các bệnh nhân và thân chúng ta hãy cố gắng kiên trì và trị bệnh. Tại vì mình đến đây là có con đường cuối cùng rồi. Nếu không đến đây là mình sẽ mất, sẽ chết. Nhưng mà ai cũng phải chết. Nhưng mà chết cái bệnh ung thư này là mình không chết rồi. Thì con cũng là kính mong cha ra. Con rất là cảm ơn cái tấm lòng của cha và các thầy. Và xin hết. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Chúc ông sẽ mau lành bệnh đi về Mỹ nhé. Ok. Thật ra thì tóm lại thì hồi nãy cha lấy một ví dụ lên đảo ở, chờ ngày vô nước thứ ba. Bây giờ lấy ví dụ thứ hai giống như mình đi cải tạo đi. Ở tù tốt thì về thôi, riết thì về thôi. Giống như mình tới đây ăn năn sám hối vậy thôi. Thực ra thì mình theo cha đó ha. Theo cha tới đây mạng cháu là điều quý vô cùng. Tại vì để thanh tẩy con người của mình. Mình không có cơ hội mình ở nhà mình ăn cháo đâu, không có cơ hội trị bệnh đâu. Ăn ba thứ gì đâu, không cứ nạp vô không được chết. Ở đây cơ hội để mình thanh tẩy con người của mình. Sau đó mình mạnh khỏe thì về mình sẽ có lại một mức sống mới. Mình có lại một cái con đường đi mới, mình tốt hơn thôi. Cha thấy cuối cùng ai cũng nói rằng là tất cả những cái ca bệnh nan y này khó trị. Nhưng mà cha thấy cuối cùng nó dễ hơn là những căn bệnh ho đó, ho gà. Ho gà trị không nổi á. Chứ còn ung thư không có khó đâu. Tại vì ung thư nó là khi mà anh đưa cháo nano, đưa thuốc nối vô rồi thì đương nhiên là nó bỏ đói cái con siêu tế bào độc, nó tự động nó chết thôi, không có gì đó. Mà cái chất mình đưa vào cơ thể mình, nó làm cho cơ thể mình tăng khỏe mạnh thôi. Ví dụ như cô Điệp đây là ăn cháo gần 6 tháng rồi cũng có gì cổ đâu. Nhìn cổ y như là một cô gái bình thường, đâu có ốm mo gầy mòn gì đâu. Đó. Ăn cháo gần 6 tháng. Chuẩn bị ra viện với người ta. Nên cho thấy cơ hội mà ai đến đây để được chữa bệnh là đó là người đang có phước. Đang có phước để thanh tẩy, để ăn năn sám hối. Và thôi thì cuối cùng cha chúc tất cả mọi người mạnh khỏe nha. Rồi cha hai lời chúc là cha mang phước lành cho mọi người xong nhé. Rồi sau xin mời chúng Năm, Tám và mọi người đứng lên đọc kinh nha. Như nhân cha và con và thánh thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần mang phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em đi bình yên. Nhân nhân cha và con và thánh thần, amen. Rồi thôi, tất cả mọi người đi bình an vui vẻ nha.